Vâng, xin chào các bác đã quay lại cửa hàng Kỳ Kỳ Audio Thì hôm nay Kỳ Kỳ sẽ lên sóng cho các bác một lô loa đó là rất là cung cấp các bác nhé Tới từ thương hiệu của Anh Quốc đó là lô loa BK với model là T10 Thì với dòng loa BK T10 này thì chắc hẳn là các bác cũng đã rất là quen thuộc trên kênh cửa hàng Kỳ Kỳ Audio rồi Em đã có rất nhiều các cái bản phối ghép để thể hiện ra cái chất âm của đôi loa BK T10 tốt nhất Để cho các bác có thể thưởng thức cái chất âm của đôi loa BK T10 này thì hôm nay là đây là một video em bán hàng đầu tiên trên cái đồ la BKT10 này với cái mức giá phải nói luôn là cực kỳ cực kỳ chất lượng để cho các bác có thể là sắm đô la này. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu qua cho các bác về cái hình thức của đô la BKT10 này các bác nhé. Thì phía trước của nó thì nó sẽ là có hai nẹp nhôm hai bên. Hai nẹp nhôm hai bên thùng màu trắng sữa, màu trắng sữa, hai nẹp sắt các bác nhé, hai nẹp sắt này. Nếu mà nhìn tổng thể từ xa đô loa này nó rất là mạnh mẽ anh em nhé. Rất là mạnh mẽ. Thùng cân, thùng cân là hai lỗ thông à lỗ thông hơi phía trước kèm vào đó là một logo được cắt rất là đẹp của BK đấy một logo chính giữa rất là đẹp các bác nhé vòng thùng này thì nó rất là to rất là to các bác nhé vòng thùng này sâu này sâu lên tận hơn 30 phân và cao nó sẽ là hơn trên 50 phân mọi người nhé đấy trên 50 phân để cho các bác có thể là uh, ướm áng chừng áng chừng cái kích thước của nó thì uh, với vòng thùng cân này lỗ thông hơi phía trước này thì như các bác đã biết rồi thì nó cho ra cái tiếng bát rất là mạnh và rất là lực của ở cái chất âm của nó thì ra tiếng bass rất là mạnh và rất là lực thì chút nữa sẽ cho các bác xem nội thất bên trong thì ở phía sau phía sau và bên hông này nó sử dụng tất cả ốc ốc trên lo này nó là ốc chống dỉ hết con bác nhé đấy các bác thấy nhìn không ạ được chưa còn bên đằng sau này nó sẽ là BK và T10 với công suất là 350W quá là tốt luôn các bác với là 25 công suất như này phải nói luôn là cực kỳ tốt thì nếu như công suất này các bác có thể liên tưởng đến tất cả các cái dòng loa côn nhỏ khác của dòng loa bát 30 Thì con này nó sử dụng cùng cái côn đó là côn 65 Bát 25 nhưng mà côn 65 Đấy Bát 25 nhưng mà côn 65 mọi người nhé Côn khá là lớn Và dòng côn nhỏ này cho ra chất âm rất là mềm mại Đấy 300W 8 ohm Độ nhảy đó là 96 dB Và giải tất hoạt động là 50Hz Quan trọng cái 50Hz này các bác này Với dòng loa full 25 và 50Hz thì rất là hiếm Đấy rất là hiếm các bác nhé Lên đến tận 18kHz Đấy và kích thước này các bác này cao này sâu này đấy, ấn chờ được các bác nhé. Đấy và số seri của hàng được uh, thương hiệu này thương hiệu của Anh Quốc đây, các bác rồi tay sách phía sau. Đấy, thì uh, với dòng này thì uh, nội thất thì em cũng uh, có rất là nhiều những kênh rồi. Thì bây giờ em sẽ cho các bác xem lại về cái nội thất của Model uh, bk t 10 này. Nó sử dụng một dòng bát 25 rất là gấu từ 17 con 65. Nếu cái dòng bát nào này, các bác có thể liên tưởng đến như dòng bát đàn em của JF chẳng hạn. Đấy có rất nhiều Model của JF nó cũng sử dụng cái dòng này. Đấy Và trên màng nó cũng có ghi số Đấy số này Đấy con này Đấy trên màng dập số nhé Màng rất là mỏng Em sẽ coi lại cho các bác thấy rõ hơn Đấy Đấy chưa 348133 Đấy chưa các bác Và trên từ Từ nó thì đen ánh luôn Đấy các bác nhìn thấy cái từ không Đen ánh luôn nhé Và cái nếp, cái nếp cắt này của nó này Các bác nhìn cái nếp cắt trên từ này Nó rất là mịn màng Đấy nó rất là mịn màng nó không bị cấn không bị ấy và nó rất là mịn màng anh em nhé và kể cả như trên từ năm trăm này đen ánh luôn đấy dòng từ xịn bao giờ nó cũng phải thế và với uh, mô đen đó là b uh, trên đây nó sẽ ghi là bk BK speaker với công suất bát nó là hai trăm có là tốt luôn thì uh, có trọng nhất đây độ lòng uh, bát nó rất là sâu anh em nhé dòng này thì lòng bát nó rất là sâu rất là sâu gần hai sóng có dầu dưỡng cân dầu dưỡng cân này là cao cấp anh em nhé anh em nhìn cái thế này vừa đủ nó không như tất cả dòng khác nó sẽ là tràn viền nó sẽ làm còn con này nó làm vừa đủ nó cho ra cái mềm mại của cái âm bát rất là mềm mại luôn đấy bác nào mà đã mua đôi loa này của anh kỳ về thì thật sự luôn là nó cho ra âm bát rất là mềm mại và sâu lắng kèm vào đó là người phía trước các bác sẽ cảm nhận được cái độ lực của cái dòng bát này luôn đấy cái mà chất lượng màng rất là tốt các bác sờ cái chất độ màng này không khác gì màng giờ xếp luôn để mà so sánh với dòng bát giờ xếp xịn em có đợi ở đây này thì rất là, là cái chất lượng nó sờ rất là sướng anh em nhé không rác không thô chất lượng màng rất là cao cấp luôn đấy offer lõm ở phía trên đấy và côn 65 đây anh em có thể thấy này đấy côn 65 mọi người nhé dòng côn cổ đen nó sẽ được sơn cái dòng côn này nó sơn cổ đen hết cho mọi anh em luôn đấy côn 65 côn khá là to đấy anh em dầu nó là dầu to này tất cả các chạm loa thì đang còn bóng bẫy luôn hơi tối Chưa chút có thông cảm nhé nhưng mà nó này bóng bẫy luôn đây các bác nhìn tối nhưng mà nhìn rất là bóng đúng không lấp la lấp lánh đúng không ạ đấy lấp lánh ánh kim đấy <laughs> Thôi được rồi nhưng quan trọng nhất trên cái dòng loa này, loa này thì Cảnh Kỳ muốn giới thiệu đến cho các bác cái cao cấp hơn của nó nữa Đó là nó sở hữu cho mình đó là một chiếc tép của Sirison Đấy một chiếc tép của Sirison các bác nhé Dòng tép cao cấp trên tất cả các dòng loa cao cấp Đấy tép Sirison thì các bác biết rồi cũng là một thương hiệu của Anh Quốc Đấy một dòng tép phải nói là chất âm nó rất là hay cho cái chất tiếng tép nó ti ta tách nghe rất là sướng và kèm vào đó nữa là cái chất tép nó già nó xả rất là sướng luôn đấy bác nào mà chưa được nghe bản tép của cái đô lo bkt 10 này các bác hãy lên mạng là chất âm của lô bk bkt 10 đấy và đây nó sử dụng một chiếc tép của cd sơn với model là cd một một chiếc tép này là cái giá trị anh em ạ thật sự luôn đôi lo hay không tính có nhuyễn hay không thì con tép nó cực kỳ giá trị luôn với tất cả dòng nó full anh em nhé rất là giá trị luôn và cái tèo dòng tép của Citizen hay là, là Citizen này các bác rất là mắc tiền anh em có thể lên mạng tra luôn nếu mà bình thường như con này mới thì nó rơi vào tầm 4 đến 6 triệu một cặp tép đấy không không rẻ đâu các bác tao em đâu đó là phải tầm 3 triệu một chiếc một chiếc tép này đây cái mã đây các bác có thể lên mạng các bác tra này đấy đây là tép của Citizen này các bác nhé đấy các bác đấy và trên đây là được cung cấp bởi BK có lẽ BK nó đặt nó mua lại chiếc tép này của Citizen nó cho vào cái loa của nó Ok chị các bác Và quan trọng hơn nữa Nó được bảo vệ bởi một bộ phân tần rất là gấu mèo luôn Đây các bác có thể nhìn thấy rõ bộ phân tần rất là gấu nhé Đấy Các bác có thể nhìn thấy bộ phân tần ạ Rộng tới tận hai phân Nhưng mà nếu mà các bác để nhìn bình thường Thì các bác cái nhìn thấy một phân tần nhưng cái này nó lại là hai phân tần đây sẽ cho các bác đây là hai phân tần đấy các bác nha hai phân tần một phân tần dài từ dưới này lên trên này nó là 20 phân hơn 20 phân và tất cả tụ này nó đều là tụ cao cấp hết mọi người nhé tụ cao cấp và chở cao cấp luôn và từng con cái cuộn dây cán và dây của nó các bác nhìn này cái sợi từng sợi dây luôn nhìn rất là sướng dây đồng 100 phần trăm anh em nhé và cuộn dây cán này nó to cực kỳ đại luôn đây các bác này cực kỳ to luôn đã nhìn ở dưới đáy thùng nên là các bác có thể thùng này rất là sâu nhìn quay camera nhìn dưới đáy các bác nhìn sơ sơ như vậy thôi còn linh kiện thì nó quan trọng nhất là cái linh kiện chất và quan trọng hơn nữa chiếc tép của sơn cao cấp này nó được bảo vệ bởi một phân tầng thứ hai đó là một phân tầng chống cháy tép một cái này cũng rất là quan trọng và đặc biệt hơn nữa, nếu bác nào mà yêu âm thanh, yêu âm nhạc Các bác sẽ biết về cái thương hiệu Dai Daimovitz Dai anh em nhé Daimovitz, một thương hiệu sản xuất phân tần cực kỳ lớn Đấy, cực kỳ lớn các bác nhé Thương hiệu của Mỹ đấy anh em ạ, không lẽ nói chuyện đơn giản đâu Thương hiệu đấy thì dòng lo này nó Nó làm cho chúng ta thấy từ nãy giờ là rất nhiều thương hiệu kết hợp vô đây Phân tần do Daimovitz Tép của Selection Bát là có thể là BK Thùng vách do BK Đấy, do BK tự thiết kế ra Đây các bác, thùng gỗ rất là dày đúng không ạ Các bác có đi nhìn thấy này Đây, các cái chạm nó cực kỳ dày luôn Đấy, và có nó cho chất tiếng thì bác nào mà chưa được nghe con này Thì hãy lên kênh em mà thưởng thức Và giá bán quan trọng nhất của đôi này Và bao cho các bác luôn là đôi này đánh cực kỳ lực Tép cực kỳ bay luôn Khẳng định được các bác nhé Bao lực, tép bao bay, tép mít màng Được chứ các bác Với giá bán chỉ có 5 triệu 800 ngàn đồng Và em còn vài cặp này nữa Nên là những bác nào thích và chốt đôi loa này hãy liên hệ ngay tức là những kia audio qua số điện thoại là 0 chín sáu năm ba năm ba ba hai một hoặc không tám bảy tám sáu chín một tám năm tám và một của các, các bác rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ những kỳ audio và các bác yêu quý cái kỳ audio các bác cho anh kia xin đón like và đăng ký kênh các bác nhé và các bác có ý kiến phản hồi như thế nào đã dùng đô la bkt 10 này chưa hãy để lại bình luận phía dưới và với cái giá bán năm triệu tám thì em cam kết các bác vẫn là bao hay bao chất không hay trả lại tiền ok chưa các bác ok có nhá Thôi là được cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.